trận đấu đã được bắt đầu. Chuyên màn của chúng ta ngồi phía ngoài cùng là huấn luyện viên người Thái Lan Kiatisak Senamuang. Hồng Duy nguy hiểm, bóng trúng xà ngang, pha đá phạt rất xoáy của Nguyễn Phong Hồng Duy, bóng xoáy thẳng vào khung thành và đã chạm xà ngang. Bóng đi cầu Âu rất xoáy. Trần Minh Vương đường truyền rất nhanh lên cho Văn Thành, rất chính xác và đỡ bước một rất hay của Văn Thành. Phía trước là Ngân Văn Đại, vẫn là Văn Thành. Văn Toàn đã bị ngã trong vòng cấm câu lạc bộ Hà Nội. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ nói không với một quả penalty dành cho đội chủ sân Pleiku. Hà Nội phản công, Quang Hải, Văn Quyết. Vẫn là câu lạc bộ Hà Nội. Quang Hải đường truyền rất khéo dành cho Giovane. Pha bóng rất hay vừa rồi đã được kết thúc bằng cú dứt điểm hoặc sang ngang từ góc hẹp của Giovane. Ngay sau tình huống gây tranh cãi khi Văn Toàn ngã trong vòng cấm câu lạc bộ Hà Nội mà Hoàng Anh Gia Lai không được hưởng penalty, cao thủ khách đã thực hiện một pha phản công trước nhoáng. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống mà Lê Văn Xuân đã cản phá Văn Toàn, hơn là một đường truyền ngang sang nguy hiểm như vậy. Tiếng còi đã cất lên trước khi Giovane làm tung lưới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Một tình huống mà trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thổi phạt các cầu thủ Hà Nội trước khi Giovane tung chân dứt điểm. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Đã có lỗi đẩy người của Thành Trung. Sức cản lướt của tiền đạo người Brazil là rất tốt. Nguyễn Trung Đại Dương sau 30 phút đầu tiên chưa tạo ra được dấu ấn nào thì anh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Công Phượng. Liệu điều tương tự có lặp lại khi Công Phượng xuất hiện ở trên sân? Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị. Anh đã từng phá vỡ thế bế tắc trong trận gặp pha lấy bóng của Văn Kiên trong chân của Brandao rất hay. Cú sọc bóng chính xác của Lương Xuân Trường. Tần Quang Đào, Lương Xuân Trường khoảng trống có thể dứt điểm. Và đó là cú sút của đối thủ bên phía Hoàng Anh Gia Lai. 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Và đó là một tuyệt phẩm của Lương Xuân Trường, người đã làm nổ tung các khán đài của sân Pleiku với pha dứt điểm tuyệt vời vừa rồi. 1-0. Và chắc chắn là trận đấu sẽ rất hay kể từ phút này, khi mà thế bế tắc đã được khai thông. Tuyệt vời. Lương Xuân Trường đã tạo ra điểm nhấn đầu tiên ở trận đấu kinh điển giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội. Và chúng ta cùng một lần nữa xem lại tuyệt phẩm của Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường đã có bóng và dẫn bóng đến khoảng 10 mét, không chịu bất cứ áp lực nào từ phía các cầu thủ áo vàng trước khi anh tung ra một cú sút từ khoảng cách lên tới khoảng 25 mét, găm thẳng vào góc cao khung thành của Bùi Tấn Trường. Dù có xuất sắc đến mấy thì Bùi Tấn Trường cũng không thể nào cản phá được pha dứt điểm vừa rồi của đội trưởng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Đường truyền cho Quang Hải vừa rồi đã bị bắt bài. Pha va chạm giữa Quang Hải và Damir Momovic, một người khổng lồ đối đầu với một cầu thủ tí hon, thì khá bất ngờ khi mà Memovic lại bị bắn ra trong tình huống va chạm vừa rồi với Quang Hải. Một tình huống mà cầu thủ tiền vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội chủ động hơn. Ừ.
đánh đầu pha bóng của Đỗ Duy Mạnh. Hồng Duy đang nằm sân và trọng tài Vũ Nguyên Vũ vừa thổi phạt các cầu thủ Hà Nội, đồng thời dành cho Trần Văn Kiên một tấm thẻ vàng. Có lẽ là đã có một cú huých cùi chỏ của Văn Kiên vào mặt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Đúng là đã có một cú thúc cùi chỏ của Văn Kiên, nhưng có lẽ vào ngực chứ không phải vào mặt của Hồng Duy. Công Phượng cũng đã từng ghi được rất nhiều bàn thắng từ những tình huống đá phạt như thế này, nhưng lần này thì anh đã không thể thực hiện thành công cú đá phạt của mình. Pha dứt điểm vừa rồi của Công Phượng cũng đã khép lại hiệp 1. Quang Hải pha chọn điểm rơi bắt bóng dính của Huỳnh Tuấn Linh, và một tình huống ném bóng phạt công rất nhanh cho Văn Toàn. Phía trước Văn Toàn là Văn Kiên. Văn Thành đã băng lên rất nhanh như một vận động viên điền kinh. Văn Thành, Văn Thành đã ngã trong vòng cấm của câu lạc bộ Hà Nội. Giả quyết liệt và hấp dẫn trên từng mét cỏ của sân Pleiku. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phản công chớp nhoáng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Thành. Hoàn toàn không có lỗi của Bùi Tấn Trưởng. Vòng cấm địa của Hoàng Gia Lai, và vừa rồi là pha đoạt bóng của Kim Long Su từ chân của Quang Hải. Phản công, Công Phượng đã bị phản lỗi. Lợi thế, ông Vũ Nguyên Vũ vừa rồi cho cao thủ Hoàng Anh Gia Lai hưởng phép lợi thế khi mà Công Phượng đã bị phản lỗi. Nhưng Kim Long Su sau đó đã thực hiện một đường chuyền rất tiêu chính xác, sau mới thực hiện được những pha phối hợp kiểu như vậy. Washington Brandao, Washington Brandao, tốc độ của tiền đạo người Brazil. Công Phượng đang ở phía sau, đánh đầu. Một pha đánh đầu của Văn Toàn, điều mà chúng ta không thường thấy. Cú dứt điểm vào góc hẹp, và Tấn Trường cũng đã rất cảnh giác ở tình huống này để cứu thua cho các cầu thủ Hà Nội. Công Phượng đánh đầu, cú đánh đầu hụt của Damir Memovic. Mỗi khi Hoàng Anh Gia Lai được hưởng phạt góc thì bóng luôn được Giovanni, một pha phối hợp với Quang Hải. Một tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ thuận chân, nhưng bóng chưa đi đủ căng và hiểm để vượt qua được Huỳnh Tuấn Linh. Pha chạm bóng đầu tiên của Quốc Long. Cơ hội, pha phối hợp rất hay, nhưng Tuấn Linh đã có một tình huống xử lý xuất thần, xuất sắc để hóa giải cú vô lê từ ngoài vòng cấm của Moses Oloya. Huỳnh Tuấn Linh vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc trong khung thành của Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải năm nay. Nhưng phía Hoàng Anh Gia Lai thì huấn luyện viên kia thì sắc cũng chuẩn bị tung Triệu Việt Hưng vào sân. Triệu Việt Hưng là cầu thủ đã chơi rất hay trong chiến thắng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng trong vai trò thay thế Lương Xuân Trường, cầu thủ bị treo giò trận đấu đó. Và cắt bóng của Minh Vương, rất có thể là Việt Hưng sẽ vào sân để thay Minh Vương. Triệu Việt Hưng vào sân, và người rời sân là đội trưởng Lương Xuân Trường, không phải Minh Vương mà là Xuân Trường. Bộ đôi Việt Hưng và Minh Vương đã có màn trình diễn cực hay trước SHB Đà Nẵng để giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân. Và bây giờ thì các tiền vệ trung tâm này lại một lần nữa có cơ hội sát cánh bên nhau trong những phút còn lại của trận đấu này. Nhưng mà thời gian thi đấu chính thức còn lại khoảng gần 15 phút nữa. Moses, Moses để mất bóng vào trên Công Phượng, sau đó buộc phải phạm lỗi với số 10 bên phía Hoàng Anh Gia Lai để ngăn cản một tình huống phản công cho đội chủ nhà.
sau khi Lương Xuân Trường rời sân trước ban đội trưởng đã được đeo trên tay của Công Phượng. Lỗi của Văn Quyết với Văn Thành. Phút thứ 81 rồi. Thời gian không còn nhiều với các cầu thủ Hà Nội. Văn Thành đã băng lên và giành lợi thế trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là một cơ hội phản công dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành. Không có gì phải vội. Hữu Tuấn. Đã có va chạm xảy ra trên sân giữa những ngoại binh của hai đội. Đó là Giovane, là Bruno Cunha và Damimovic cùng với Kim Đông Su. Trận đấu rất căng thẳng và một số cầu thủ đã không còn giữ được bình tĩnh.